Hi, this is Colin Channer with Pingo Solar. I'm here in Garden Grove with John Bowie. Folks, there's no need to do a solar lease or a PPA anymore. The way to do it is zero down, 1.89% solar purchase. You get the tax credit. You maximize your savings. I'm here with John Bowie. You tell him, John. Với một hệ thống năng lượng, quý vị không cần mướn, quý vị không cần đi PPA, quý vị không cần phải bỏ tiền xuống, mà quý vị làm chủ một hệ thống năng lượng tiết kiệm tiền điện rất nhiều. Go, Go Pingo! Chương trình Bạn Có Biết với công ty Pingo Solar. Xin chào tái ngộ quý vị khán giả của VNTV. Chào anh Dũng. Dạ, chào Vân và chào quý vị VNTV. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe anh Tuấn Dũng chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần rồi về sự tiện lợi, lợi ích khi mà chúng ta gắn một cái hệ thống solar. Thì trước hết anh có một lần nữa chúng ta nói về công ty của chúng ta thì xin lý do tại sao quý vị khán thính giả nên chọn Pingo Solar thay vì có quá nhiều công ty bên ngoài. Cái Pingo Solar thì quý vị nghe thì nó rất là mới, có thể là chưa bao giờ nghe cả. Nhưng quý vị đã nghe về Senergy Power, tức là một công ty mẹ ở dưới Carlsbad. Thì công ty này đã 15 năm rồi thưa chị, chuyên gắn cho thương mại. Thì sau này công ty Senergy Power mới thành lập ra một cái chi nhánh nhỏ, đó là Pingo Solar, để gắn cho những cư dân tại California, tức là từ miền Bắc Cali tới miền Nam Cali. Thì Tuấn Dũng đã hân hạnh được hợp tác với Pingo Solar và đã lên talk show với chị cũng nhiều lần để nói về cái năng lượng mặt trời. Dạ vâng. Cho nên chắc chắn là chúng ta đã hiểu được cái sự lợi ích khi mà chúng ta dùng năng lượng mặt trời rồi. Thưa anh, quý vị khán thính giả thắc mắc giữa sự khác nhau giữa lease và mình mua luôn cái hệ thống solar như thế nào? Thì hai cái đó Tuấn Dũng nói rất là đơn giản. Chị thấy chị lease xe thì chị vẫn phải trả payment cái xe đó trong vòng 5 năm. Nó cũng giống như cái xe vậy phải không anh? Dạ vâng, chị trả trong vòng 5 năm. Khi mà chị hết cái term đó rồi đó, thì phải trả cái xe lại cho dealer. Thì những cái tiền mà chị trả trong vòng 5 năm đó, là không phải của chị nữa. Đó vô finance. Bây giờ nói với mua cái xe. Chị mua cái xe, chị mượn cái loan trong vòng 5 năm. Khi mà chị trả hết cái loan đó rồi đó, thì cái xe đó chị có thể chị bán đi. Chị cho ai hay chị muốn làm gì cũng được cả. Thành thử do đó hai cái nó khác nhau. Thì bây giờ nói tóm tắt lại, quý vị có căn nhà, quý vị có cái mái nhà, thì bây giờ công ty finance nó lên nó nói ok, tôi gắn cái năng lượng mặt trời lên nhà chị, tôi sẽ cho chị bớt 30-40%. Nhưng chị phải trả cho tôi cái tiền đó. Thì quý vị nghe rất là thích. Lúc đầu nghe rất là thích, tại vì mình không phải bỏ tiền gì hết. Mình vẫn phải trả, thì mình ký contract trong vòng 20 năm đến 25 năm. Vì mình phải trả 150 đi. Thì trong vòng 20 năm chị trả, nó tính ra chị trả cũng khoảng 30-40 ngàn. Trong khi đó cái mái nhà đó của mình gắn cái năng lượng lên, mình cũng không phải bỏ một tiền đồng nào ra. Mình refinance, mình mượn cái loan, mình cũng trả 150 mỗi tháng. Nhưng một thời gian ngắn sau khi chị trả hết cái đó rồi đó, là coi như 20 mấy ngàn đó của chị đó, là coi như chị save vào trong túi mình. Mà đặc biệt khi mà chị save cái tiền đó, chị không phải trả thuế. Tại cái đó là saving chứ không phải là income. Và tăng giá trị của căn nhà của chúng đúng ta vậy lên là phải không? Và chị làm như vậy đó, chị được 30% tax credit. Nghĩa là tài trợ cho chị. Không, trong khi đó lease đó, thì công ty finance sẽ lấy 30% tax credit của chị. Bây giờ nói về vấn đề loan chị, nếu mà chị mượn cái loan đó, chị sẽ được 30% tax credit và chị được cái tiền interest deductible. Tại vì chị mượn cái loan để gắn solar. Đúng không? Giống như mortgage nhà đó. Chị được deductible trên cái interest của cái mortgage. Và chị được 30% tax credit. Do đó quý vị thấy rất là, tức là chính phủ giúp mình rất là nhiều để gắn cái năng lượng mặt trời. Dạ vâng thưa quý vị, và đây là những cái điều tiện lợi khi mà chúng ta gắn hệ thống solar, và đặc biệt là quý vị gắn hệ thống solar với công ty Pingo Solar. Thứ nhất là zero đồng, tức là không phải trả một đồng nào hết. Vâng. Không phải trả đồng nào hết. Mà quý vị 100% finance. 100% finance. Dạ vâng. Và không ký hợp đồng trong 20-25 năm. Không có hợp đồng. Anh có thể giải thích cái điều này. Cái hợp đồng này là quý vị lease, quý vị phải ký một cái hợp đồng với lại công ty solar finance, là quý vị bằng lòng trả cái giá này trong vòng 20 năm hoặc 25 năm. Nhưng khi quý vị mượn cái loan đó, thì mình chỉ mượn cái loan trong vòng 12 năm thôi. Thì sao? Vâng, và tiền lời trong vòng 12 năm mà tiền lời chỉ có 1.89% thôi. Dạ vâng, rất là thấp. Rất là thấp. Và giữ chọn 30% tiền thuế liên bang. Đúng vậy. Anh có thể nói chi tiết hơn về cái phần lợi ích này. Cái lợi ích này mình ai cũng đi làm hết thưa chị. Bây giờ mình làm thế nào để mình lấy cái tiền mình đã đóng thuế về, thì khi mình gắn solar, chính phủ sẽ đưa mình cái gọi là dollar to dollar để mình lấy tất cả những tiền mình đóng thuế trong năm đó về cho mình, là mình gắn năng lượng mặt trời. Thì quý vị được 30% tax credit này theo cái giá của cái system. Tuy nhiên giờ em nói là 20 ngàn đi, thì chị sẽ lấy về 6 ngàn tax credit. Và cái 6 ngàn tax credit này chị có thể dùng hết một năm
hoặc là chị có thể spread out trong vòng 5 năm. Vâng, rất là hay. Và thưa quý vị, bảo đảm 20 năm lắp ráp có nghĩa là 20 năm guarantee. Dạ vâng, 20 năm labor. Labor. Khi mà cái hệ thống của chúng ta có tất cả những cái trục trặc kỹ thuật gì, quý vị gọi đến công ty thì nhân viên sẽ đến để sửa chữa chúng dạ ta vâng. hoàn toàn miễn phí. Đúng phải chị? Dạ vâng. Vâng, trong vòng 20 năm 20 dài năm. Quá phải không anh? Rất là lâu chị. Và tiết kiệm 100% tiền điện, cho tới khi nào thì chúng ta tiết kiệm được 100% tiền điện? Khi mà chị gắn vô đó thì chỉ trong vòng 12 năm thôi. Tại vì chị phải trả cái loan trong vòng 12 năm, sau khi 12 năm rồi đó là coi như là điện của chị là chị không phải trả cho ai hết. Coi như 100% mình không phải trả cho ai hết. Và điều quan trọng là tăng giá trị của căn nhà. Như vậy khi mà chúng ta gắn cái hệ thống solar rồi mà khi chúng ta bán nhà thì cái hệ thống solar nó sẽ add up vô, nó sẽ cộng đúng thêm vậy. Vô cái giá trị, giá căn, trị nhà. Căn nhà của mình. Dạ. Thì khi mà người mới mua cái căn nhà của chị đó, họ sẽ không phải trả tiền điện. Tự nhiên chị rồi, nói ok rồi. Căn nhà tôi trả một tháng là 300 tiền điện đi. Bây giờ anh mua, anh không phải trả tiền điện. Thì nó sẽ tăng thêm cái giá trị căn nhà mình. Thì chị biết là khi mà điện lên cao đó thì người ta sẽ đi tìm những căn nhà có solar panel để người đúng. Ta mua. Đúng rồi. Và một cái điều cũng rất là quan trọng và thú vị nữa là quý vị đừng có lo là nó làm hại cho cái mái nhà của mình, mà ngược lại hệ thống solar khi mà chúng ta lắp đặt lại có lợi cho cái mái nhà của mình đúng. Nữa phải dạ không vâng, anh? Thưa đúng. Là chị là biết nó giữ sao anh? Tức là nó sẽ ở trên cái mái nhà của mình thì những cái ánh nắng và những cái sức nóng yeah. nếu mà mình không có solar đó thì nó sẽ chiếu thẳng lên cái mái nhà của mình, nó yeah. dễ bị hư hơn. Yeah. Bây giờ mình có một tấm năng lượng nằm ở trên, nó giống như là một cái tấm insulator, thành thử cái nắng điện chiếu vào chỉ chấm vô cái năng lượng mặt trời của mình thôi, chứ nó không đi vô cái mái nhà của mình. Wow. Thành thử do đó cái mái nhà mình nó last longer. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị có tất cả những thắc mắc gì xin mời quý vị hãy gọi ngay cho anh Tuấn Dũng, John Bùi qua số điện thoại trên màn ảnh và anh sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị. Pingo Solar đưa đến cho quý vị một cái chương trình tham khảo hoàn toàn miễn phí phải dạ không vâng, anh? Đúng vậy. Và công ty cũng đồng thời nghĩa là quý vị đi với những hãng khác mà quý vị đem cái hồ sơ đó tới đúng rồi, đúng rồi. Thì công ty sẽ coi nếu mà được á, công ty sẽ match cho quý vị với cái giá đó luôn. Dạ vâng, cho nên là quý vị thấy là quý vị sẽ không có sợ là phải giá đắt và không có sợ là cái gọi là cái chất lượng phải không, cái dạ vâng. quality của dạ. của cái chương trình của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị trong chương trình ngày hôm nay với Pingo Solar. Chúc quý vị sẽ mang về cho mình một hệ thống solar thật là hoàn hảo, thật là vừa ý với Pingo Solar. Dạ vâng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ. Chào quý vị, chào chị Vân Anh. Hi, this is Colin Shanner with Pingo Solar. I'm here in Garden Grove with John Bowie. Oh, we're right. at a customer's house here. We installed a beautiful solar system with zero down on a 1.89% 12-year loan. Everything is covered with us with warranties for 25 years. They took their electric bill from $160 a month to $112 a month. They got the 30% tax credit, not the solar company. Best way to go solar is right here. What do you think, John? Go Pingo Solar. Go Pingo Solar.